Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngành công nghiệp thời trang đã và đang mang lại lợi nhuận khổng lồ, không chỉ cho những thương hiệu thời trang cao cấp mà cả những thương hiệu thời trang bình dân. Những mẫu quần áo hợp xu hướng vẫn đang được hàng tỷ người trên trái đất cập nhật liên tục từng ngày. Điều này thì thôi thúc các nhà sản xuất phải gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng để có thể tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho con người, thì ngành dệt may cũng đã tạo ra lượng phát thải khổng lồ. Mỗi năm có khoảng 100 tỷ quần áo các loại được bán ra trên toàn thế giới. Số lượng này nhiều gấp đôi so với 15 năm trước. Đây là kết quả của nhu cầu lớn không ngừng thay đổi về thời trang của con người trong xã hội hiện nay. Thời trang nhanh là một mô hình kinh doanh thúc đẩy việc sản xuất nhanh chóng các loại quần áo giá rẻ để đáp ứng những xu hướng thời trang mới nhất. Theo thống kê, trung bình một người vào năm 2014 sở hữu số quần áo nhiều hơn so với năm 2000 là 60%. Không chỉ vậy, thời gian mặc trong năm 2014 chỉ còn bằng một nửa so với trước đây. Thế nhưng có một thực tế là khi ngành dệt may càng được cải tiến với những kỹ thuật hiện đại, thì môi trường lại càng bị tác động nghiêm trọng. Các sản phẩm càng bắt mắt và đa dạng thì những chất thải từ ngành công nghiệp này càng nguy hại và có những tác động không nhỏ đến với hệ sinh thái. Ngành công nghiệp thời trang gây ô nhiễm ngay từ giai đoạn thu hoạch nguyên liệu bởi 28 tỷ quần áo được làm từ vải bông hay sợi cốt tông, trong khi bông vốn là loại cây tốn kém khá nhiều tài nguyên, đơn cử như nước và thậm chí còn cần rất nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trong quá trình tăng trưởng. Theo tính toán, để có 1 kg bông thì cần lượng nước tương đương với 70 vòi hoa sen. Ngoài ra, hơn 60% quần áo được làm từ sợi tổng hợp polyester có nguồn gốc từ dầu, góp phần không nhỏ vào việc phát thải khí nhà kính. Hoạt động nhuộm, rửa và làm mềm nguyên liệu thô bằng hóa chất còn gây nguy hiểm trực tiếp cho công nhân và môi trường. Ngay cả khi giặt các loại quần áo từ sợi tổng hợp cũng sẽ khiến giải phóng các hạt vi nhựa ra đại dương với số lượng khổng lồ 500.000 tấn mỗi năm, tương đương với 50 tỷ chai nhựa. Lượng khí nhà kính toàn ngành thải ra khí quyển là 1,2 tỷ tấn mỗi năm. Phát thải này nhiều hơn ngành hàng không và vận tải biển cộng lại. Những chất thải ngành dệt may đang trở thành một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống. Nhiều người hẳn sẽ đặt ra câu hỏi vì sao ngành công nghiệp vốn đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống lại có thể gây tác động xấu đến như vậy tới môi trường. Nhưng đó lại chính là thực tế đang diễn ra. Không chỉ các quy trình nhuộm, dệt mà ngay cả những quần áo cũ bị thải bỏ ra môi trường thì cũng là nguồn gây ô nhiễm không hề nhỏ. Và để đáp ứng được mục tiêu xanh hóa sản xuất, các doanh nghiệp dệt may tại nước ta cũng đang rất cần phải thay đổi công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và quan trọng nhất là để giảm phát thải. Để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện, ngành dệt may có một quy trình hoạt động vô cùng phức tạp và áp dụng nhiều loại máy móc khác nhau. Trong cả quá trình này, rất nhiều loại hóa chất được sử dụng để tạo nên vải dệt. Do đó, lượng chất thải ngành dệt may là vô cùng lớn. Sau quá trình trồng trọt tốn nhiều nước, hóa chất và phân bón, bông sau khi được thu hoạch về sẽ được xử lý để loại bỏ tạp chất và thu được các sợi bông phẳng làm nguyên liệu chuẩn bị dệt. Sau khi có sợi phẳng, người ta tiến hành phủ keo để sợi dệt bóng và bền hơn. Sau quá trình dệt, các tấm vải mộc sẽ được đem đi tách phần hồ còn bám trên vải bằng phương pháp enzyme hoặc acid. Kế đến là công đoạn nấu tẩy vải. Những tấm vải mộc sau khi tách hồ được giặt sạch bằng xà phòng hoặc sút, rồi đem đi nấu tẩy và làm mỏng vải. Lượng sút dư thừa với nồng độ cao sẽ được thải ra. Natri hypochlorite được dùng để tẩy trắng vải trong quá trình nấu tẩy, giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất còn lưu lại, giúp sợi vải mềm và tăng khả năng bắt màu nhuộm hơn. Nhuộm vải cũng là khâu thải ra nhiều chất thải nguy hại. Vải được đem đi nhuộm bằng thuốc nhuộm công nghiệp chứa nhiều hóa chất như formaldehyde dùng để giữ màu và chống nhăn cho sợi vải. Các hợp chất natri như natri sulfur, natri hydrosulfide, natri sulfat có mặt trong màu nhuộm thường sẽ còn dư ra sau khi sử dụng và cứ thế đi vào nước thải. Màu nhuộm càng đậm thì những chất thải nguy hại đi vào nước thải càng nhiều. Ngoài ra, nhiễm độc chì cũng là một trong những mối nguy hại tiềm ẩn từ chất thải ngành dệt. Nhờ vào khả năng giữ màu, chì được sử dụng nhiều trong màu nhuộm và chất giữ màu vải. Vì thế, chất thải từ ngành dệt cũng tạo sự lo lắng về nhiễm độc chì trong quá trình sản xuất. Nếu tính theo cả vòng đời của một cái sản phẩm dệt may thì hóa chất có thể phát thải ở rất nhiều các cái công đoạn khác nhau, từ sản xuất vải
cho đến sản xuất thuốc nhuộm, sử dụng thuốc nhuộm, rồi xử lý vải, cho đến tận những cái sản phẩm cuối cùng là sau khi sử dụng thải bỏ ra ngoài môi trường vẫn có rất nhiều hóa chất ở trong đó. Có những hóa chất thì là những hóa chất cơ bản, nhưng cũng có những hóa chất có tính độc hại rất là cao, mặc dù cái lượng nhỏ. Vì vậy nên là cái rủi ro môi trường nó sẽ gắn với cả cái việc quản lý an toàn hóa chất. Tại Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu hơn 30 tỷ đô la Mỹ một năm, tạo việc làm cho khoảng 3 triệu lao động, dệt may là ngành có vai trò lớn trong phát triển kinh tế. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, tính đến năm 2017, cả nước có xấp xỉ 7.000 doanh nghiệp dệt may, trong đó có các doanh nghiệp gia công hàng may mặc, sản xuất vải, nhuộm, chế biến bông, sản xuất sơ, sợi. Tuy nhiên, trình độ công nghệ trong ngành nhuộm chậm hơn các khu vực xung quanh khoảng từ 15 cho đến 20 năm. Số doanh nghiệp sử dụng công nghệ đồng bộ cao chỉ chiếm khoảng 15 cho đến 20%. Doanh nghiệp sử dụng công nghệ dây chuyền trung bình tới 70%, khoảng 10 đến 15% doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ thấp. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp trong ngành dệt may ở nước ta có quy mô vừa và nhỏ nên thường chỉ chú trọng tới việc sản xuất, bán sản phẩm của mình và phản ứng rất thụ động đối với công tác quản lý hóa chất. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến công tác này sau khi có sự cố xảy ra hay vấn đề liên quan đến sử dụng hóa chất trong sản xuất ở doanh nghiệp. Mặc dù các văn bản pháp luật đã quy định các công ty dệt nhuộm phải có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường, nước thải trước khi xả ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn cho phép, nhưng rất ít công ty đạt được. Hệ quả là đã có rất nhiều các công ty trong lĩnh vực dệt nhuộm vi phạm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc xử lý chất thải trong quá trình sản xuất là vô cùng cần thiết đối với nhà máy, xưởng in nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai. Các quốc gia trên thế giới đang thực hiện tăng trưởng xanh toàn cầu, hướng đến mục tiêu thúc đẩy sản xuất bền vững thông qua việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Việt Nam đã có một thời gian dài để xem xét các chỉ số toàn cầu và quan tâm tới vấn đề này. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để hướng tới mục tiêu bền vững. Những hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam ký kết cũng đều có rào cản về môi trường, phát triển bền vững hay phát triển xanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp ngành dệt may phải nỗ lực cải thiện không chỉ về chất lượng sản phẩm, mà cả quá trình sản xuất ra sản phẩm. Đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ Việt Nam cam kết cắt giảm 8% lượng khí thải đang gây ô nhiễm môi trường, càng đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may cần phải cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng xanh, sạch, giảm thiểu sử dụng năng lượng và phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu. Hiệp định này còn yêu cầu các doanh nghiệp, các bên thực thi thương mại phải đảm bảo quyền lợi của con người, đảm bảo quyền lợi của người lao động và nhà bảo vệ môi trường, tất cả song hành để cùng phát triển bền vững. Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp cùng với Tổng cục Môi trường đã có một biên bản thỏa thuận cùng với cả tổ chức chương trình sáng kiến phát triển bền vững IDS và chương trình vươn tới đỉnh cao Race to the Top, một chương trình sáng kiến thuộc diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu. Trong vòng 2 năm qua thì chúng tôi đã tiến hành rất nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam đi theo con đường phát triển bền vững. Năm 2019, ngành dệt may Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cam kết tuân thủ về mối quan hệ hợp tác gắn kết sự phát triển bền vững trong việc thực hiện chương trình xanh hóa ngành dệt may và tiết kiệm nguồn nước. Ngành sẽ tiếp tục xây dựng giải pháp về công nghệ và quản trị, xây dựng tầm nhìn trong chiến lược phát triển xu hướng hội nhập. Đồng thời, để nâng cao năng lực sản xuất và giảm thiểu chất thải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ngành dệt may cần triển khai mạnh hơn việc áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm thay đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dệt may sử dụng các công nghệ, quy trình sản xuất sạch, từng bước thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý môi trường. Công ty tôi là chuyên về giàn sản xuất về giặt sấy công nghiệp nên là cũng sử dụng khá nhiều hóa chất. Thì cái bước đầu tiên mà chúng tôi thực hiện thì chúng tôi cũng theo cái tiêu chuẩn của một số như là các cái tiêu chuẩn mà hạn chế các cái chất cấm. Đấy, thì chúng tôi khi mà chúng tôi có cái quy trình mua bán hóa chất và sử dụng hóa chất như thế nào, đầu ra đầu vào như thế nào để mà hạn chế đến mức thấp nhất những cái hóa chất cấm và những hóa chất độc hại vào trong công ty và sử dụng trong quá trình là giặt sấy sản phẩm. Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam cam kết cắt giảm 8% lượng khí thải đang gây ô nhiễm môi trường,
thì các doanh nghiệp dệt may lại càng cần phải cải tiến công nghệ sản xuất để giảm thiểu năng lượng, cũng như làm cách nào đó để kiểm soát lượng hóa chất phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu. Và để thực hiện được điều này thì cần phải đi kèm với bài toán về chi phí đầu tư cho sản xuất tăng, và không phải chủ doanh nghiệp nào cũng có nhận thức được điều này. Cái kết quả khảo sát đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái ý thức về quản lý hóa chất, an toàn hóa chất của các doanh nghiệp là có. Thì tuy nhiên thì từ cái nhận thức của các doanh nghiệp cũng như những người quản lý, những người thực hiện công tác an toàn hóa chất trong doanh nghiệp đến những hành động cụ thể thì cũng còn những khoảng cách. Và đó cũng là chính là lý do là chúng tôi tham gia để hỗ trợ thúc đẩy cái việc chuyển đổi từ những cái nhận thức đó đã có đó thành những cái hành động cụ thể. Trong khuôn khổ chương trình Vươn tới đỉnh cao, một trong các sáng kiến hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành dệt may, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia thực hiện đánh giá về rủi ro ô nhiễm do phát thải hóa chất vào môi trường. Trên cơ sở đó, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải hóa chất độc hại trong doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam. Đây là một cái hướng dẫn kỹ thuật mang tính khuyến khích áp dụng, vì cái mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng với cả các nhãn hàng cũng như là đồng hành với doanh nghiệp, làm sao giúp cho các doanh nghiệp có thể tuân thủ những quy định pháp lý của Việt Nam về quản lý hóa chất, về quản lý môi trường một cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn, cũng như là giúp cho các cái nhà máy hiểu được những cái chính sách chung về quản lý của các nhãn hàng, về các hiệp hội dệt may trên thế giới để có thể hài hòa những quy định của Việt Nam, của thế giới. Trong đó, hướng dẫn kiểm soát hóa chất độc hại trong các doanh nghiệp ngành dệt may bao gồm nhiều giai đoạn, từ xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát phát thải hóa chất độc hại tại doanh nghiệp, thực hiện quản lý hóa chất, đánh giá tuân thủ cho đến đánh giá quản lý. Trong giai đoạn xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát phát thải hóa chất độc hại tại doanh nghiệp, cần đánh giá hiện trạng để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các hóa chất đang được lưu trữ và sử dụng trong nhà máy, doanh nghiệp, để từ đó thúc đẩy việc sử dụng có trách nhiệm và phòng ngừa ô nhiễm, đánh giá việc cung ứng mua hóa chất cũng như các rủi ro hóa chất. Cuốn tài liệu này đã được biên soạn rất công phu và trình bày dễ hiểu để tiếp cận được doanh nghiệp một cách thuận tiện nhất, với sự tham gia cố vấn của rất nhiều chuyên gia trong ngành. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Hiệp hội Dệt may cũng sẽ phối hợp cùng với Tổng cục Môi trường và chương trình Vươn tới đỉnh cao sẽ đưa ra nhiều các cái chương trình hướng dẫn và cũng như các cái bộ tài liệu sinh động hơn nữa để cùng hướng dẫn doanh nghiệp trong thời gian tới. Mới đây, 150 thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới đã cam kết phát triển dệt may bền vững. Đây là cam kết được đề xuất bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mang tên The Fashion Pact về khí hậu, hướng đến mục tiêu đạt được mức phát thải bằng không vào năm 2050, giảm thiểu tác động của thời trang đối với môi trường, bảo vệ nền đa dạng sinh học và đại dương, tập trung vào việc cắt giảm nhựa sử dụng một lần vào năm 2030 và hạn chế gây ô nhiễm đại dương bằng sơ vi mảnh khi người dùng giặt quần áo bằng vật liệu tổng hợp. Bản cam kết này cũng yêu cầu các thương hiệu trong ngành thời trang nắm bắt được xu thế kinh tế tuần hoàn, bao gồm các hoạt động tái chế và tái sử dụng sáng tạo, tạo ra những thiết kế có thể dùng lại trang phục cũ. Dệt may Việt Nam không thể nằm ngoài chuỗi liên kết toàn cầu. Do đó, năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, yêu cầu xanh hóa, phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam là xu hướng không thể đảo ngược. Từ các đặc điểm mới của thị trường dệt may thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu và các đặc điểm riêng của Việt Nam, ngành dệt may xác định các mục tiêu của năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2020-2025 bao gồm giảm 30% lượng nước thải sau nhuộm bằng cách áp dụng công nghệ nhuộm không nước, sử dụng lại 30% nước thải sau xử lý cho các công đoạn giặt, rửa, vệ sinh, tổng thể giảm trên 40% lượng nước sử dụng trong ngành nhuộm. Trong ngành sợi, đến năm 2025, sử dụng ít nhất 20% sơ polyester tái chế, 15% bông organic để giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF, triển khai dự án xanh hóa ngành dệt may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững. Dự án được triển khai từ năm 2018 đến năm 2020 với mục tiêu chuyển đổi ngành dệt may tại Việt Nam thông qua tham gia vào các chính sách quản lý ngành và môi trường để mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và bảo tồn cho Việt Nam cũng như toàn bộ khu vực sông Mekong, nơi tập trung gần 50% nhà máy may mặc của cả nước.
Vâng, câu chuyện giảm phát thải trong ngành dệt may chưa bao giờ cũ. Bởi xã hội phát triển thì nhu cầu mặc đẹp của người dân ngày một tăng cao. Và để đáp ứng nguồn cung mà vẫn bảo đảm những quy định về môi trường là điều rất khó đối với các doanh nghiệp dệt may. Tuy nhiên đó cũng là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình đạt được mục tiêu phát triển bền vững của nước ta. Thưa quý vị, rác thải nhựa đang là bài toán rất khó giải quyết trên phạm vi toàn cầu. Đây là loại rác mà chúng ta không thể tiêu hủy, cũng không thể đơn thuần đổ bỏ. Chính vì vậy, tái chế vẫn được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý loại rác thải này. Và từ thực tiễn này, thì một nhóm các bạn trẻ tại Hà Nội đã phát triển một ứng dụng hỗ trợ người dân trong việc phân loại cũng như là thu gom rác tái chế ngay tại nhà với tên gọi là Ralava. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ứng dụng này trong chuyên mục Sống Xanh ngay sau đây. Đây là ứng dụng hỗ trợ phân loại và thu gom rác tại nguồn thông qua việc kết nối người mua phế liệu và người bán phế liệu có tên Ralava, có nghĩa là rác là vàng. Mỗi khi người dùng có nhu cầu bán phế liệu như giấy, nhựa hay sắt, họ sẽ đặt lịch và người mua sẽ trực tiếp đến lấy, đem tới giải pháp cơ bản cho vấn đề rác thải tái chế. Mình thấy là đây là một cái dự án dành cho môi trường. Bản thân thì nhà mình thì cũng ở đây là một cái môi trường sinh hoạt cho thuê sự kiện nên là rất là nhiều rác thải. Nhưng mà thay vì là chúng ta xả rác ra môi trường một cách gọi là hàng ngày như vậy thì mình thấy ứng dụng này là mình đang quy đổi để mình gom được những cái hạt giống cây xanh để trồng lại cho môi trường thì mình thấy nó rất là thiết thực và mình sử dụng nó. Ralava cung cấp danh sách những vật dụng có thể tái chế để người dùng từ đó có thể biết được những loại rác nào có thể tái chế và giá trị tương ứng của chúng. Khi tích đủ tối thiểu 4kg rác tái chế, người sử dụng chỉ cần chọn địa điểm và thời gian, Ralava sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ người thu gom tới tận nơi để thu gom rác thải tái chế. Đối với ứng dụng này thì người dùng có thể dễ dàng đặt thời gian và địa chỉ cụ thể của hộ gia đình của họ. Và dựa trên những thông tin họ cung cấp thì người đồng nát có thể dễ dàng tìm được nhà của họ để thu gom tại hộ gia đình. Điều đặc biệt, ứng dụng còn khuyến khích người dùng bán phế liệu thông qua việc tích điểm tương ứng với số lượng rác thải tái chế tích được. Với số điểm tích này, người dùng có thể quy đổi sang các phần quà xanh tương ứng hoặc mã giảm giá khi mua sản phẩm, dịch vụ của các đối tác. Sau 1.5 tháng triển khai thì hiện tại chúng tôi đã có 7.000 lượt tải app và trung bình có 50 lượt đặt thu gom mỗi ngày. Đồng thời chúng tôi cũng có 95 người đồng nát trong mạng lưới của mình và đã có thể phủ tới 90% địa bàn thành phố Hà Nội. Hiệu quả lớn nhất mà Ralava mang lại chính là tạo lập thói quen phân loại rác từ đầu nguồn, một trong những bài toán khó trong giải quyết vấn đề rác thải đô thị. Nhóm sáng lập cũng dự định sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng vào ứng dụng như cách thức phân loại rác, phát triển một gian hàng xanh để bán các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vấn đề phân loại rác tại nguồn. Rác là vàng. Vâng, chỉ từ cái tên ứng dụng thì cũng đã cho thấy rất nhiều ý nghĩa trong việc phân loại rác tại nguồn rồi, thưa quý vị. Và chỉ cần một động tác đơn giản trên điện thoại thôi thì chúng ta đã góp phần giảm thiểu một lượng rác thải nhựa ra môi trường. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động bảo vệ môi trường dù là nhỏ nhất. Và hãy đừng quên theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại!